ngày xưa sống trong túp lều tranh mà sao đời vui quá đổi, sớm hôm hiền lành. Ngày nay cái gì cũng có hết, mà sao ruột gan như muối sắt, thấy đàn con cháu mà đau. Đổi thay bao nhiêu thay đổi tới từng ngày, cho nên gan ruột mới bời bời, làng trên xóm dưới. Đổi thay từng ngày. Ờ, gỗ hết vậy. Ê, hai bạn ngồi đó làm chi? Dạ, ủa tiếp. Để đây nè, lên bạn Thiên ngồi nè, rồi tao lại. Con cái gì nuôi cho tới lớn già đầu chó ăn học, mà ngồi đó chơi để cho ông già khung lưng mà quét sân, tụi bay coi được không? Hả? À? Thì tía để đi, chung hồi quét cho. Chừng nào? Chút hồi là chừng nào? Tụi con coi xong này tụi con quét liền mà tía. À, câu này nghe quen quá à Tám à. Câu này nghe quen thuộc lắm. Thôi tía. Tía đưa con chỗ này chứ. Chứ tía càng quét tía càng chửi nữa mất công. Tụi coi gì trong đó, có bổ ích gì không? Dạ. Tía, biết rằng là nó không có bổ gì hết trơn á, nhưng mà nó nghe nhìn lạ, nhìn ngộ lắm tía. Dạ. Để tao coi coi. Dạ, dạ, còn. Chúng lạ gì đâu ngộ. Trời đất ơi, tưởng gì ba cái clip dạy nấu ăn thôi có gì đâu. Thì đang sao bếp kìa, má tụi ba dạy cho nấu. Dạ, lạ ở chỗ là cái gì nó cũng khổng lồ tí. Ví dụ như là cái nồi lẩu khổng lồ, cái chảo cơm chiên cũng khổng lồ. Nó làm gì nhỏ 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 giống như là chơi nhà chòi vậy. Đúng rồi đó tía, nó lạ cái chỗ nha, là khổng lồ á tía. Chứ lại cái người làm tí coi nè, con thấy mắc cười gì đâu, ngộ gì đâu tía. Có gì đâu cười, có đâu ngộ đâu. Tự nhiên nấu nồi cơm chà bá lửa này nè, để cho nó ăn, rồi quay clip rồi cho tụi bay coi. Vậy thôi chứ có gì đâu. Ừ, tao thấy mấy người này cũng rảnh nha. Rảnh nè. Không phải đương không mà rảnh họ làm không đâu tía. Cái này làm đó nha, là có tiền đó. Một tháng nó coi con nghe nói đâu là kiếm được mấy trăm triệu luôn á tía. Mà nổi tiếng nữa tía. Trời ơi, mới có mấy ngày mà được 2-3 triệu lượt người theo dõi luôn hết tía. Mày á, có vợ rồi, không lo làm ăn, để lo cho vợ sao rồi còn có con nữa. Mày đặt á, nghe lời mấy này nè, rồi tối ngày úp mặt vô điện thoại này hoài đi, rồi mau giàu lắm đó con. Con về con xin phép vợ con làm cái YouTube là vợ cho con qua đây làm liền. Thôi dẹp ba chuyện này đi, tao không có bao đồng đâu. Quét ba cái sân cho sạch nha. Rồi đó. Quét cho sạch cho ba cái sân này nha. Vô uống trà với tía. Anh. Cười rồi chứ. Cái gì mà vừa đưa mà đang ngủ mà ai mà cười ấm sầm với trời. Tía. Đang ngủ mà sao giữa trưa rồi tía cười cái gì vậy? Tao đang coi YouTube. Mấy ông bà già ở dưới quê nè, quay lên nè, mắc cười muốn chết luôn vậy rồi nè. Nè. Trời đất ơi. Thấy không? Con đã nói với tía rồi. Mấy cái này vui lắm mà tía không chịu tin con. Tía. Hay là bây giờ á, tía con mình khởi xướng cái phong trào mà làm YouTube ở Xẻo Lá này đi, để cho bà con cô bác người ta coi. Làm nghe tía. Nhưng mà tao đâu biết gì đâu mà làm. Tía cứ yên tâm đi, mọi chuyện nó có con lo. Nhưng mà làm gì thì làm nghe, không có làm mấy cái trò khỉ cho người ta cười nghe. Dạ con biết rồi tía, vậy con đi báo cho anh Bảy liền nghe tía. Cười nữa chứ. Rồi bây giờ á, anh Bảy Cò sẽ là quay phim nha. À. Còn con á là đạo diễn, kim chịu trách nhiệm nội dung kịch bản luôn. Còn tía là nhân vật chính, thấy không? Thì cũng như là phim vậy đó, trước khi mà bấm máy quay mình phải học thuộc thoại nha. Con có ghi thoại sẵn ở đây cho tía nè, thuộc thoại trước đi mình quay nghe tía. Ủa đoàn phim có 3 người hả? Dạ đúng rồi, ekip chỉ cần 3 tía con mình thôi là quá hoàn hảo luôn rồi tía. Phải học thuộc này đó hả?
Dạ. Trời đất ơi, tao từng tủ này rồi, bắt tao học thuộc này nữa, sao tao học cho nổi tao? À, tao già cả rồi mày bắt tao đọc hết cho nó chắc, chừng nào mà tao mới thuộc nổi. À, vậy thôi để con đọc cái tiếng nghe nha. Đọc đi. Rồi, chào các bạn, tôi là Hai Lúa, sống ở xóm Sẹo Lá. Hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý bà con, cô bác, anh chị, các em và các cháu một món ăn dân dã của miền Tây, đó chính là cá lóc nướng chui. Trời đất ơi, viết chi mà về nhằn về sọc của cái chữ lý tí như kiến bò, sao ta học nổi? Thì bởi vì tí học đi thầu thuộc đi rồi quay nghe tí. Thôi khỏi đi, quay đi, tao biết rồi. Ủa, tí thuộc chưa mà kêu quay? Thôi quay đi, tao thuộc rồi. Rồi, ok vậy bắt đầu quay nha. Cái bước đầu tiên á là tí phải bắt cá lóc, đập đầu cho nó chết, xong rồi cạo giải, rồi móc mang, móc ruột, rồi xong mình rửa sạch rồi mình nướng nghe tí. Trời đất ơi, bố mày khùng hả tao? Cá lóc nướng chui thì ta để nguyên con vậy chứ mày cạo giấy rồi mày móc ruột nữa rồi đâu còn là cái món truyền thống của tao nữa. Dạ con biết rồi tía. Rồi ok vậy mình bắt đầu mình quay nha tía. Anh bảy máy chạy. Máy chạy rồi. Rồi máy chạy. Diễn. Gì quên rồi. Trời ơi, cắt anh Bảy cắt đi. Sao vậy tía? Nói gì? Vậy nói thuộc rồi thiệt tình luôn. Trời ơi, đã hồi nãy con kêu tía là phải học thuộc thoại tía mới quay được mà tự nhiên nhắc tía đi. Máy chạy. Mới vô nè, là tía phải giới thiệu tên tuổi, quê quán tía ở đâu với lại cái món ăn mà tía muốn thực hiện cho bà con xem ngày hôm nay là món gì. Thuộc cho tía. Rồi quay nha tía nha. Rồi quay. Rồi. Diễn. Ngồi gì luôn hả? Dạ. Kính thưa bà con cô bác, anh chị em và các cháu thiếu nhi nhi đồng, tôi là Hai Lúa, quê tôi ở Sẻo Lá, nghề nghiệp làm ruộng, làm vườn, làm rẫy. Hôm nay tôi có một cái món ăn giới thiệu với bà con cô bác là món ăn dân dã, món ăn đồng quê của quê hương Sẻo Lá tôi để đãi cho bà con cô bác ăn. Đây, cá lóc nướng chui. Đây, cá lóc nướng chui. Cá này còn mạnh nha. Dạ. Cầm chặt tiếp. Ủa, từ từ nó dễ quá. Rơm đâu, có rơm chưa? Ủa, rơm đâu tắm? Ủa, rơm gì tía? Trời. Thì cá lóc nướng chui phải nướng bằng rơm chứ bằng cái gì? Thôi bây giờ con không có chuẩn bị rơm kịp. Bây giờ tía mình nướng bếp ga nghe tía. Cá lóc nướng chui hồi nào tới giờ ta nướng bằng rơm không? Ai mà nướng bằng cái bếp ga? Mày làm lên đẳng cho người ta cười cho thúi đầu hả? Nhưng mà cũng ngon mà tía. Sao ngon được? Thôi dẹp đi, tao quay đó, rửa tay. Tía. Kỳ vậy? Rồi vậy sao? Mày biết đâu. Cá lóc nướng chui. Hay quá chú bạn. Hay quá chú bạn ơi. Nướng chui này, này. Đó. Đúng rồi, đúng. Trời ơi. Wow. Mới có mấy ngày thôi mà 4.000 lượt view rồi kìa tía. Rồi, có bộ tía sắp được nổi tiếng rồi nha tía. Tao tính làm chơi cho vui ai về ta cũng coi đông quá ha. Dạ. Đâu. Đưa em coi cái bình luận coi. Trời, có cô Diễm Hồng nữa nè. Anh Hai làm clip vui quá. Hi. Để coi ai nữa ta. Chú sâu lắm biết. Sao? Trời đất ơi, cười muốn bể bụng rồi anh Hai ơi. Bé nhóc cu te. Lần sau ông Hai vlog nhớ làm trà sữa cho con nha. Tía. Hả? Dạ. Anh yêu cầu trà sữa. Vậy lần sau mình làm cái clip trà sữa nha tía. Chính xác. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ tao chưa biết mặt trà sữa rồi sao kêu tao làm sao tao biết làm. Không sao đâu tía, mình không biết làm á, cái mình lên mạng á, mình kiếm có, sẽ có người chỉ à. Dạ đúng rồi tía. Lúc đầu á, tao tính làm ba cái món ăn dân dã miền Tây mình nè cho nó vui, quảng bá ba cái món ăn của quê hương mình. Vậy đó người ta coi đông dữ hả?
Mình tính thì tính như vậy là đúng rồi đó tía. Nhưng mà bây giờ tía biết không, cái kênh YouTube của mình nó đang trên đà phát triển, phải không? Thì mình phải tìm cái mới lạ, mình thay đổi từng ngày để cho thu hút người xem càng ngày càng nhiều nữa. Dạ. Chứ bây giờ tía là người miền Tây, mà tía làm mấy món ăn miền Tây không mà, thì nó quá bình thường rồi, không có gì để coi hết trơn nữa. Cho nên là tía phải thay đổi, làm các món ăn từ các vùng miền khác nè. Chẳng hạn như nước ngoài cũng được nữa tía, như gà rán nè, pizza nè, vậy nó mới độc, nó mới lạ. Ừ, đúng rồi. Dạ. Rồi bấm gì bấm hoài Tâm? Dạ, con đang nghiên cứu coi có cái ý tưởng gì mới đi, mình quay cho tía. Trời đất ơi, mình làm gì vậy bảy? Dạ, tại tía sắp thành người nổi tiếng rồi, bây giờ mình đeo cái kiến vậy cho giống người nổi tiếng. Ủa, người nổi tiếng rồi có thấy đường thấy gì đâu mà nổi tiếng vậy chị? Thì cần gì kêu con làm hết cho. Vậy đó hả? Dạ. Ê. Được. Từ đây trễ về sau tía để con nghe, giống như là con là quản lý của tía, con nhận show chậu hết không cho. Alo. Alo. Anh hai. Không phải anh hai, ai vậy? Ba máy cài nè. Dạ. Tía. Có anh ba xe máy cài. Alo ba. Dạ. Mấy thửa ruộng anh tính cài sao anh? Thì hai miếng ruộng hai bên đó. Mày coi mày cài luôn giùm tao đi. Lúc này tao bận công việc quá không có ra coi được. Nghe không? Coi đó, xử luôn đi. Dạ, rồi, em cài luôn nghe. Rồi, vậy nghe. Rồi, khỏi cúp máy, để anh cúp vô. Đó. Nổi tiếng sướng vậy hả? Dạ, không cần làm gì luôn. Trời đất ơi. Tiêu muốn uống trà không? Uống trà. Uống chứ có thấy được đâu mà. Rồi, nội dung hôm nay mình sẽ quay ông hai lúa tập yoga. Ủa, yoga là cái gì? Tập yoga là tập thể dục có tía. Trời đất ơi. Rồi, bây giờ tía nhìn con làm sao, tía làm y chang vậy nghe tía. Rồi, làm đi. Rồi. Tư thế đầu tiên. Đây là tư thế con mèo. Tư thế đầu tiên là tư thế con mèo. Bên đây nè, bên đây thì tía. Dạ, đúng rồi. Đó. Là tư thế con mèo. Hít vào. Thở ra. Tư thế thứ hai. Tư thế biến thể của con mèo. Tư thế thứ hai, tư thế biến thể của con mèo. Kiểu này khó quá Tám ơi. Cho qua đi, này khó lắm à. Tía ơi, không được đâu tía. Tía phải làm cái này đi, tại vì fan người ta yêu cầu cái bài này nhiều lắm. Nha tía nha, cố gắng nha tía. Làm tía ơi. Rồi nha, biến thể của con mèo. Tía, quay qua đây nói nè. Đó, hay quá tía ơi. Trời da. Trời. Tía. Tía, có sao không? Đau lên, đau tay quá. Sao không tía? Đau quá, dài quá. Thôi dẹp đi, còn có quay gì nữa chứ đó. Máy chạy nha, chuẩn bị chưa? Máy chạy rồi. Diễn. Ở tía ơi, ngưng đi, cắt đi cái. Cái gì? Của người ta muốn vậy nè. Tía đứng quay ai mà quay không được tía. Với lại người ta quẹt mũi, còn tía bóc mũi là sao? Mày muốn tao làm kiểu đó đặng cho cái lỗ mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc hả? Tía mày quay mấy dầu quen rồi. Thôi không sao tía. Bây giờ tía cứ làm theo cái phong cách của tía đi. Để thôi mình sắp đặt mốc triệu view rồi đó. Dạ, gán lên tía. Cái này nó thôi nha. Dạ. Búa đẹp lên nha tía. Rồi nha. Rồi, máy chạy nha. Diễn. Đó, hay quá. Quá hay quá tía ơi. Đó. Đúng rồi, đẹp tía. Hay quá tía ơi. Hay quá tía ơi. Đó. Đó. Quá hay luôn tía ơi. Đây.
Ui, à. Ê, tay chân dở không lên mà bắt quay cái này nữa mấy ông bay làm cái chuyện ác ác không à. Mệt quá, đừng quay gì nữa chân nha. Tao không làm nó đâu. Tía, hên quá, ném chút cái côn vô đầu. Mà côn vô đầu còn đỡ, chứ đừng vô điện thoại được rồi. Xin chào tất cả cô chú anh chị em cùng các cháu đang trở lại kênh Cô Ông Hai Lúa Vlog. Cô chú anh chị em và các cháu ơi, hôm nay anh em tụi tôi là con của Ông Hai Lúa Vlog, bảy cò với tấm tàn, xin gửi đến tất cả mọi người một món ăn rất là đặc biệt, đó là mì siêu cay. Siêu cay đó. Đây. À. Dạ, bà con cô bác, anh chị em và các cháu nhìn thấy có cay không? Dạ, chứ mình thấy là cay lắm luôn á. Bây giờ, mình là bảy cò, con của ông Hai Lúa, mình sẽ ăn tô mì siêu cay này để trong khi chờ đợi ông Hai Lúa vlog xuất hiện nha bà con cô bác, các anh, các chị, các cháu. Rồi, sau màn trình diễn của anh bảy cò, tiếp theo sẽ là ông Hai Lúa vlog xuất hiện, sẽ ăn một tô mì siêu cay hơn tô mì này luôn nha. Bảy cò, xin phép bắt đầu nha bà con cô bác và các cháu. Cay không bảy? Nhiêu đây mà nhầm nhòi với anh mày. Đây, mình ăn hết nguyên muỗng ớt này luôn nha bà con cô bác. Cay quá. Cay đảo quá bà con cô bác rồi các cháu à. Ớt cay nữa nè. Ấm. Ớt thêm à, nước quay qua chỗ khác. Đợi xíu nha. Hả? Chừng nào ông Hai Lúa xuất hiện hả? À, đợi chút xíu đi, bảy cò ăn hết cái tô mì này, ông Hai Lúa vlog ông sẽ xuất hiện nha bà con cô bác và các cháu nhé ha. Hãy đón xem nha. Rồi, đó thấy chưa? Đó, bởi vì nên nói nha, cuộc đời của tôi á gần 30 nồi bánh chưng rồi mà chưa thấy tô mì nào á mà nó cay với tô mì này hết. Ngon quá bà con cô bác các cháu à. Tiếp nha. Quay lại các bạn. Đang trục trặc kỹ thuật chút xíu nha. Dạ, bảy cò xin trở lại với bà con, cô bác và các cháu nhé. Dạ, mình xin phép kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Đã chung người sợ có ông Hai Lúa, ông xuất hiện, ông ăn với tô mì cay, siêu cay, cay gấp 10 lần cái này luôn nha bà con, cô bác, các cháu ạ. Hẹn gặp lại mọi người nha. Cay quá. Cay quá. Có sao không anh bảy? Cay quá. Uống miếng. Trời ơi. Tía, con biết tía ăn ớt không được, nhưng mà vì sự nghiệp tương lai hả tía? Tía chịu khó ăn tô mì này nha. Này tô mì gì? Này tô ớt thì có. Không tía, cái này là tô mì, nhưng mà có chút xíu ớt trong đó thôi à. Ủa mày con ai tám? Mày tính giết tao hả? Bao nhiêu ớt đó mày nói chút xíu hả? Chừng nửa ký ớt trong đó mày kêu tao ăn là tao chết hả? Nói nghe nè. Anh thấy anh em mình làm vậy với tía rồi, bậy quá. Nào giờ tía có ăn cay được đâu. Anh ăn có chút xíu anh còn ăn không được nữa kìa. Nhưng mà bây giờ kẹt cái á, là tía đang hot trên mạng dữ lắm anh hiểu không? Hot thì hot. Bây giờ đổi khác đi chứ đừng để tía ăn mì cay, tội nghiệp tía lắm. Trời ơi, đổi bây giờ nó uổng lắm anh biết không? Quá khác uổng lắm. Hồi sáng giờ hai anh em mình làm cái phần giới thiệu á, nó cực gần chết luôn rồi. Bây giờ khán giả fan hâm mộ đang trông chờ cái clip mà tía ăn mì, rồi tự nhiên làm cái khác sao được. Cũng có lý. Tía gắng ăn đi, tía ăn đi, cái clip này là chắc chắn là lên bay bổng lên luôn á tía. Bay tới đâu? Bay lên trời luôn hả? Mày ăn đi. Ôi tao không ăn đâu, cay lắm. Ăn đau bao tử chết luôn. Hai mày tính giết tao hả?
tính giết tao đằng kia nhà chia cửa hả? Khùng. Tía, tía. Hot lắm tía. Ăn đi tía. Tao nói không là không nha. Ủa tía nghe không lần này đi tía. Tía, ăn đi tía. Tao nói không ăn là không ăn nha. Tự nhiên mày muốn giết tía mày hả? Mày kêu tao ăn tô ớt đó, đặng tao chết hay chia tóc. Nhưng mà con nói tía nghe nè. Xong cái clip này á, đảm bảo là tía con mình lên hương luôn á tía. Tao làm như tụi bay mấy cái clip để cho vui chơi thôi. Ăn ớt kiểu này tao thấy không vui. Nhưng mà con nói tía nghe nè. Bây giờ á, bà con nè, khán giả fan hâm mộ của tía rất là nhiều, đang trông chờ cái clip của tía từ sớm tới giờ luôn á. Tao nói là không nha. Hết chuyện tụi bay hứa hả? Tụi bay làm tô ớt thì tụi bay kêu tía mày ăn hả? Làm cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Làm lố quá cho người ta cự xuống đầu hả? Tía, kênh của mình sắp kiếm được tiền rồi đó tía. Thôi tao không ăn, cay lắm. Còn nói nữa tao lấy cây tao đập què dọ giờ. Tự nhiên kêu tao ăn tô ớt rồi làm tao chết hả? Chú Hai ơi, chú Hai. Chú Hai ơi, chú Hai. Gì nữa mày? Chuyện gì anh Tèo? Anh Ba mới cài bữa hôm chú kêu á. Bữa nay anh nhắm mắt nhắm mũi làm sao mà sắn vô ruộng của chú Mười Gâu cài á. Trời Phật thánh thần ơi, ruộng ta không cài đi qua cài ruộng ta hả? Đó, chú ruộng người ta mới xả lúa, ông nhào vô ông cài rồi hai ông chuẩn bị quýnh lộn ngoài kia kìa. Ông này nó khủng hết sao chứ trời. Ta xả lúa vô cài vậy đó hả? Đó, bởi vậy chuẩn bị quýnh lộn ngoài kia chú Hai. Lấy xe chở tao ra ngoài tao giải quyết mấy này coi. Dạ dạ, đi đi. Đi dẹp đi đi. Ê, ê, ê. Ông Hai lúa về lâu, chưa có làm clip mà. Trời đất ơi, anh Bảy ơi. Hả? Anh coi nè. Ha. Cái gì? Gì vậy? Làm gì hai thằng chụm đầu cháu mỏ là làm gì vậy? Dạ không có tí. Dạ không có gì đâu tía. À, mà cái ruộng bển làm sao rồi tía? Thì đền ta chứ chân sao vậy? Làm ruộng làm vườn không lo, cũng mày không à. Bắt tao cấm đầu cấm cổ quay ba cái clip đó. Không coi sóc ruộng để cho người ta cài. Lại lộn qua ruộng của người ta. Giờ bắt đền bán lúa giống người ta kìa. Dạ anh xin lỗi tía. Dạ con xin lỗi tía. Tưởng tía nổi tiếng, ai về đâu. Nổi tiếng đàng hoàng thì nổi tiếng. Mà nổi tiếng á, cực khổ cấm đầu cấm cổ vậy nè. Tao không có ham nổi tiếng đâu. Làm ơn làm phước đi, tụi bay để cho tao bình tao yên đi. Thấy không? Để cho tao sống hết cái cuộc đời vất vả của ông Hai lúa này đi. Đừng có bày chuyện ra nữa. Khổ quá à. Ủa tía, nói vậy cái Hai lúa vlog mình chấm dứt luôn hả tía? Nói vậy thôi, với ba cái chuyện nhỏ nhỏ cứ làm. Để cho bà con mình coi cho nó vui. Nhưng mà tao nhắc lại nha. Trong cái nhà này nè, tao không muốn bất cứ một thành viên nào nổi tiếng hết trơn nha. Cứ vậy thôi, im liềm vậy thôi, âm thầm qua lộ thôi. Tía là người có cơ hội nổi tiếng nhất, mà tía còn không được nổi tiếng. Nói chi, nhắm giờ nhà ai nổi tiếng giờ. Nếu mà con nha, con cũng không muốn bị nổi tiếng đâu. Ui. Cô Hồng. Chuyện gì vậy? Trời ơi. Giờ thời buổi giờ cũng có nhiều người tốt lắm á. Trên mạng người ta mới đăng nè. Có cái chú đó đang chạy xe ngoài đường á. Cái thấy cái cục xi măng mà nằm giữa đường, thắng xe cái két lại liền. Thì đó, cái chuyện mà bà nói tôi á là bao đồng. Cứ đi ra làm đường, làm xá đồ cho thiên hạ. Cái đó tôi có nghe. Ủa, anh cũng biết chuyện đó nữa hả? Trời ơi, cái xẻo lá này nhỏ xíu. Chuyện gì mà tôi không biết, không nghe anh. Mà anh có công nhận không? Bây giờ tôi hỏi anh nè, bây giờ tôi làm cái chuyện đó đúng hay là sai? Anh làm thì đúng đó. Đó, anh thấy không? Tôi làm thì đúng. Mà bà cứ tối ngày bà nghe thiên hạ nói ra, nói vô.